Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến đầu tư xã hội kéo dài sự ngưng trệ. Trong bối cảnh đó, để tạo động lực, khơi nguồn cho phát triển dài hạn, thì Đà Nẵng đã chú trọng đẩy nhanh đầu tư công. Đây là dự án nhà máy nước Hòa Liên, khởi công vào tháng 3 năm 2020. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và đang tiến hành chạy thử. Nhà máy nước Hòa Liên là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 1, được thiết kế và xây dựng với các hạng mục đập dân trọng lực bằng bê tông cốt thép. Với tổng mức đầu tư 1.170 tỷ đồng, giai đoạn 1 của dự án có công suất thiết kế 120.000 mét khối ngày đêm. Khi đưa vào sử dụng, sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu cấp nước cho thành phố, nhất là vào mùa nắng nóng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt thời gian dài vừa qua. Dự án mình là hiện tại nằm trong thời điểm là dịch Covid và mưa bão kéo dài. Nhưng mà để đảm bảo tiến độ thi công thì liên danh nhà thầu cũng như là các ban ngành từ ban quản lý dự án xuống và đến từ ban sát đều đồng lòng thống nhất là triển khai thi công đồng loạt, là làm tăng ca và tăng con người, thiết bị máy móc. Đến thời điểm giờ thì về thiết bị công nghệ đã hoàn thành 100% và vừa rồi là đơn vị đã vận hành đơn động và vào ngày 15 tháng 12 này là đơn vị đã tiến hành là vận hành liên động và chạy thử. Cùng với dự án nhà máy nước Hòa Liên, ngay từ đầu năm 2021, nhiều dự án trọng điểm động lực khác của thành phố cũng được đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù dịch bệnh làm ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi công, nhất là thành phố giãn cách thời gian dài, nhưng các đơn vị liên quan đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thi công ba tại chỗ, thi công đến đâu thì lập khối lượng thanh toán để đảm bảo kịp thời giải ngân. Nhà thầu đã triển khai hoàn thiện cái này, cấp phối đá giam đạt được 90% khối lượng của dự án. Còn do thời tiết hiện nay là thời tiết nó đang bị một cái mưa của gió mùa đông bắc nó ảnh hưởng nên là không thể triển khai thẩm bê tông nhựa được. Nhà thầu đang đợi được thời tiết thuận lợi khoảng 7 ngày nhà thầu sẽ triển khai thẩm bê tông nhựa và giải ngân khối lượng đạt khoảng 90-95% so với dự án. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, đến hết tháng 11 năm 2021, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 5.300 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 64,5% kế hoạch do Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Nút thắt về giải tỏa mặt bằng cũng đã được chú trọng tháo gỡ và chuyển biến tích cực. Cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động tuyên truyền cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Thì quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát và tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc có những chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết niên khóa tài chính thanh toán vốn năm 2021, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch trung ương giao, đồng thời đạt mức cao nhất so với kế hoạch do Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và tác động ngoài mặt kinh tế xã hội, những tín hiệu tích cực từ đầu tư công sẽ là động lực khơi nguồn cho phát triển dài hạn của thành phố.